Kính chào quý vị và các bạn. Bộ Tài chính đang đề xuất giảm từ 10 đến 50% nhiều khoản phí, lệ phí. Lãi suất giảm tạo ra tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 có dấu hiệu khởi sắc, cùng các thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Xu hướng lãi suất giảm đã có tác động tích cực tới diễn biến trên thị trường chứng khoán tuần qua, thanh khoản và chỉ số chứng khoán đều bứt phá ấn tượng. Tuần qua, chỉ số VN Index đã ghi nhận mức tăng 2,5%, vượt đường xu hướng dài hạn MA200 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 năm 2023. Đà tăng tích cực cũng lan tỏa sang sàn Hà Nội với chỉ số HNX tăng mạnh 3,9% và chỉ số Upcom bật tăng 4,2%. Thanh khoản thị trường tiếp tục có sự cải thiện ấn tượng với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn tăng 27,2% so với tuần trước, lên mức 18.509 tỷ đồng một phiên. Cùng với sự bùng nổ của thanh khoản, các chỉ số chứng khoán cũng có sự bứt phá. Thị trường bùng nổ về điểm số với sự đóng góp lớn đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng sau thời gian tích lũy dài như VCB, TCB, MBB, BID. Nhóm ngành chứng khoán duy trì đà tăng ấn tượng trong bối cảnh thanh khoản thị trường hồi phục, tiêu biểu như VND, SSI, HCM. Dòng tiền trong nước đang dần quay trở lại thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất giảm. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó đề xuất giảm phí, lệ phí trong một số lĩnh vực với mức giảm từ 10% và cao nhất lên tới 50%. Đối với một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nội địa, phí đăng ký xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài, lệ phí sở hữu công nghiệp, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, lệ phí cấp căn cước công dân, phí trong hoạt động chăn nuôi, Bộ Tài chính đề xuất thu mức thu mới bằng 50% mức thu phí lệ phí theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, nhiều khoản phí khác được đề xuất mức giảm từ 10% và cao nhất lên tới 50% từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, các mức thu tại biểu phí nêu trên sẽ trở lại thực hiện theo quy định tại thông tư gốc. Khó khăn về đơn hàng, xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước những tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, sản xuất công nghiệp đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng 4. Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong tháng 5 năm 2023, chỉ số IIP tại một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn đã ghi nhận tăng so với tháng trước. Cụ thể, Thái Nguyên tăng 3,3%, Hải Dương tăng 3,1%, Bình Dương tăng 2,6%, Bắc Giang tăng 2,1%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,5%, Long An tăng 1,2%, Quảng Ninh tăng 1%. Sau nhiều tháng khó khăn, trong tháng 5, ngành xuất khẩu gỗ cũng đã ghi nhận tín hiệu hồi phục nhẹ. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 10% so với tháng 4. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 5 ước đạt 1,2 tỷ đô la, tăng 10% so với tháng 4, nhưng giảm 14% so với tháng 5 năm 2022. Trong đó, giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 801 triệu đô la, tăng 3% so với tháng 4, nhưng giảm 16% so với tháng 5 năm 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 5,1 tỷ đô la, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 3,4 tỷ đô la, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuối tuần qua, giá cà phê trong nước ghi nhận mức giảm nhẹ đồng nhịp với xu hướng giảm của giá cà phê thế giới. Cuối tuần qua, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm từ 400 đến 500 đồng, dao động trong khoảng từ 60.700 đến 61.200 đồng một kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều đi xuống. Giá cà phê Robusta giao tháng 7 giảm 30 đô la Mỹ xuống 2.575 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch được duy trì khá cao trên mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đảo chiều sụt giảm. Giá cà phê Arabica giao tháng 7 giảm 2,75 xu Mỹ xuống 180,30 xu Mỹ một bao. Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm khi chỉ số đồng đô la Mỹ tăng mạnh trở lại, khiến các loại tiền tệ mới nổi mất giá đã kích thích các quỹ và nhà đầu cơ cà phê thanh lý chốt lời sau khi đã mua vào rất mạnh trước đó. Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 của 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.
Trong đợt đấu thầu này, các cục dự trữ nhà nước khu vực sẽ thực hiện thời gian đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, chậm nhất đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2023. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ sẽ được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2023. Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, tuần qua, giá gạo các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 6.550 đồng một kg, giá bình quân là 6.450 đồng một kg, giảm 43 đồng một kg so với tuần trước. Trong khi đó, giá lúa thường tại kho lại tăng trung bình 92 đồng một kg, ở mức 7.742 đồng một kg, giá cao nhất là 7.950 đồng một kg. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự giảm nhẹ. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 11.300 đồng một kg, giá bình quân 11.350 đồng một kg, giảm 93 đồng một kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 11.100 đồng một kg, giá bình quân 10.983 đồng một kg, giảm 92 đồng một kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 10.900 đồng một kg, giá bình quân 10.742 đồng một kg, giảm 75 đồng một kg. Gạo sắt trắng loại 1 giảm mạnh 500 đồng một kg, giá trung bình là 11.350 đồng một kg. Thời gian này, mặt hàng sầu riêng và nhiều loại hoa quả khác đang vào vụ thu hoạch, khiến lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng vọt. Hiện nay, mỗi ngày có từ 1.000 đến 2.000 container thông quan các cửa khẩu tại Lạng Sơn, tương đương trên 20.000 tấn hàng hóa. Hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã có lúc cao hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19. Dẫn đến tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu là do lượng hàng hóa quá lớn tập trung trong thời gian ngắn. Trong đó, hoa quả mùa vụ chiếm tới 85%. Để bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn thuận tiện, không bị ùn ứ, ách tắc, lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu suất thông quan. Trong đó, cửa khẩu Hữu Nghị mỗi ngày thông quan 700 xe trong khoảng 10 tiếng và làm việc tới 20 giờ tối, trung bình một xe chỉ mất 45 giây. Thời gian thông quan trung bình tại cửa khẩu Tân Thanh lâu hơn, khoảng 1,5 phút, do nhiều hàng hóa không chính ngạch, mất nhiều thủ tục hơn. Nhịp sống kinh tế phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.